Giấy rút bán nào ông chủ ơi? 40.000 một gói. 40.000 gói à? Tôi lấy 4 gói. 4 gói 200. What? Chứ mẹ ơi, ông này bán hàng kiểu gì nhỉ? 4 gói mà lại 200.000 một gói. 4.000 là chỉ 60.000 chứ nhỉ? Lấy tôi một gói trước đi. 1 gói 40.000. Đây lấy tôi 2 gói này nữa đây. 2 gói nữa là 80.000. 80.000 đúng không? Đây 80.000. Đấy còn thừa nha. Rồi. Trông giấy này cũng xịn xịn nhỉ. Ngon đấy. Được, tôi lấy nốt gói này đi. Một gói nữa là 40.000. 40.000 nữa đúng không? Đây. Rồi. Đây. Ông giải tôi 10.000 nữa đi. 4 gói này tặng thêm 2 móc treo nhá. Đấy, ôi được tặng cả 2 móc treo à? Đúng rồi. Đấy, được giải tôi 10.000 đấy. Tiền này. Ê, xong rồi nhá. Này, ông thấy chưa? Bịp thằng này không dễ đâu nhá. Tôi mua 4 gói này của ông chỉ có 160.000, lại còn được thêm cả 2 móc nữa này. Còn lâu mới bịp thằng này nhá. Từ ngày mình áp dụng phương pháp này, giấy bán chạy hơn hẳn.